Xin chào mọi người, trong video này Ngọc Ánh sẽ giới thiệu tới quý cô chú, quý mọi người và tất cả các anh chị đang theo dõi kênh Nhà Tốt Nhà Đất Hà Nội, một dự án rất là mới, 7 căn mặt ngõ thông tại phường Phú Lương, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Với 7 căn này thì đã bán 2/5 với cái diện tích 30m, thiết kế và xây dựng là 4 tầng thì như thế nào? Nó nằm ở trên trục ngõ thông đây quý vị nha. Đó. Đấy, hai xe máy tránh nhau, cách với trục đường ô tô đi lại chỉ 50m thôi mọi người ạ. Và Ngọc Ánh sẽ quay một trong 7 căn này gửi tới mọi người, với cái cửa chính của ngôi nhà thiết kế ở đây là cửa cuốn mọi người nhá. Mặt tiền của cái căn nhà ở cái dự án này là từ 3m cho tới 3m4 mọi người nha. Với cái chiều sâu thì là 9-10m. Và với cái thiết kế của ngôi nhà này, 4 tầng đã được hoàn thiện xong hết chỉn chu, chỉ việc dọn đồ về ở, sổ đỏ nhà đã đầy đủ, giấy phép xây dựng đầy đủ, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng. Với quý vị nào có nhu cầu, Ngọc Ánh đang đứng ở là phần phòng khách, thì cái phần hoàn thiện đã gần như là xong hết rồi, chỉ việc xách vali về và ở thôi. Với cái giá chào bán của cái căn nhà này là 2.270.000.000 đồng mọi người ơi. Có hỗ trợ vay vốn ngân hàng thì với cái chi trả trước của cái nhà này thì tối đa cho Ngọc Ánh có thể là tầm 800 triệu tiền mặt. Phần còn lại ngân hàng sẽ hỗ trợ quý vị vay trong vòng tối đa là 25 năm và tối thiểu là 3 năm với cái lãi suất ưu đãi nhất. Phần phòng khách của ngôi nhà thì thiết kế toàn bộ là hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện, và ở đây chủ đầu tư còn lắp luôn cho mình một chiếc quạt trần. Căn nhà này hồ sơ điện, hồ sơ nước đều đã lắp đặt đầy đủ. Phía tầng 1 của ngôi nhà ngoài cái phần phòng khách thì ở đây còn cái phần phòng bếp mọi người ạ. Đây, với phần phòng bếp của ngôi nhà thiết kế toàn bộ là gỗ thịt và sơn màu rồi mọi người nha, sơn màu trắng. Đây, ở trên màu trắng, ở dưới màu trắng, nhìn nó rất là nổi bật và cái không khí hoặc cái không gian của nó thì rất là tinh tế. Đồng thời nhìn vào cái không gian nhà nó rất là rộng, mặc dù chỉ có 30m thôi. Với cái phần tủ bếp thì thiết kế ở đây là phụ kiện bếp đi kèm chất liệu inox 304. Xung quanh bếp thì ốp kính ốp bếp và mặt bếp thì ốp đá đen granite. Phụ kiện bếp đi kèm đây. Ở đây hồ sơ điện, hồ sơ nước đều đã được lắp đặt đầy đủ rồi mọi người ạ. Với cái phần tầng 1 của ngôi nhà thì ngoài phòng khách, phòng bếp thì ở đây còn có một phòng vệ sinh. Với cái phòng vệ sinh này thì thiết kế cho quý vị đầy đủ về cái hệ thống bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa và hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 4 tầng sử dụng của ngôi nhà. Đây, hệ thống tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 thiết kế toàn bộ là gỗ lim, và cái phần mặt bậc của bậc cầu thang thì là ốp đá đen cổ trắng. Ngoài xin chia sẻ với mọi người cái vị trí của cái căn nhà này, đi ra tới trục đường quốc lộ 21B, nó chỉ phạm vi bán kính 300m thôi. Xung quanh ngập tràn tiện ích, chợ dân sinh, trường mầm non, tiểu học cấp 1, cấp 2. Từ vị trí căn nhà này nó cũng đi lại rất là thuận tiện, gần với trường Đại học Đại Nam, gần với trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thương mại, gần với trường Trung cấp Y Dược ở chỗ ngã Ba Ba La Hà Đông. Và từ cái vị trí căn nhà này mà đi ra tới bến xe Nghĩa thì nó chỉ phạm vi bán kính khoảng tầm 2.5km thôi các bác nha. Mời mọi người theo em lên khám phá tầng 2, 3, 4 của ngôi nhà, xem ngôi nhà này thiết kế ra sao. Với phần tầng 2, khi Ngọc Ánh vừa bước chân lên phía cầu thang thì hành lang đi vào trong cái căn phòng này rất là rộng, và thiết kế tầng 2 thì ở bên ngoài là nhà vệ sinh và bên trong là phòng ngủ. Với cái căn nhà này hướng nhà là hướng Tây Nam mọi người ạ. Phòng ngủ hướng ra phía bên ngoài, đồng thời có ban công mở được mọi người nha. Đây, ngoài sẽ mở mọi người xem. Đây là hướng ban công hướng ra phía bên ngoài. Ống chờ, dây chờ, áp chờ điều hòa của cái căn phòng ngủ này đều được thiết kế đầy đủ rồi. Và cái phòng ngủ này thì rất là rộng quý vị ạ. Nó sẽ rơi vào phạm vi bán kính khoảng tầm 15-17m² á. Đó. Em sẽ không đo được chính xác đâu bởi vì không có thước đo ở đây, nhưng mà nó là áng chừng mọi người ạ. Với cái phòng ngủ này thì thiết kế là đầy đủ về cái hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện. Cái tông màu chủ đạo của cái ngôi nhà này nó là tông màu trắng, cho nên là nhìn vào cái không gian tuy diện tích nó nhỏ nhưng mà vào vẫn cảm giác nó rất là thoáng mọi người ạ. Đây là cái phần cửa thông phòng, thiết kế toàn bộ là cửa gỗ lim. Đấy, rất là chắc chắn. Và đây là cái phần phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh ở phía tầng 2 đầy đủ cho quý vị cái chỗ bình chờ bình nóng lạnh này, quạt hút mùi này, bồn cầu liền khối này, thương hiệu Rinnac. Đồng thời đây, lavabo bàn đá, hệ thống sen cây tắm nóng lạnh nha. Nước đã có sẵn rồi. Nói chung căn nhà này giá chào bán 2.270.000.000 đồng. Quý vị xem video của Ánh thì cố gắng để xem hết video để biết thêm là thông số, đường, hướng, giá cả, xem cái căn nhà này nhà vệ sinh tròn vuông ra sao nha. Đấy, đây cửa nhà vệ sinh thiết kế là của bố mẹ.
Tiếp theo, mời người theo em lên trên phía tầng 3 của ngôi nhà. Với tầng 3 của ngôi nhà thì thiết kế tương tự như tầng 2. Lên trên phía tầng 3 của ngôi nhà đã có 2 phòng ngủ rộng và 2 phòng vệ sinh. Cộng với một phòng vệ sinh ở phía dưới tầng 1 thì căn nhà này đang là có 3 phòng ngủ rồi. Đó. Tất cả các phòng ngủ đều có cửa sổ mở ra thông thoáng. Với cái khu vực phường Phú Lương, quận Hà Đông này thì nói thật với mọi người là dân cư vô cùng đông đúc luôn. Rất là đông luôn ạ, mọi người hoàn toàn yên tâm. Xung quanh thì tiện ích nó quá chứ là đầy đủ luôn. Địa trường phường trạm đầy đủ hết. Mặt ngõ thông, hai xe máy tránh. Cách đường ô tô 50m rất là thuận tiện. Cách 300m là ra tới cái trục đường chính. Đó. Đây là phòng vệ sinh ở phía tầng 3. Nói chung là thiết kế nó không được cao cấp hay là quá cầu kỳ, nhưng với cái giá chào bán một căn nhà xây dựng 4 tầng hiện tại thì căn nhà này theo Ngọc Ánh nhận định cá nhân là căn nhà này giá hiện tại đang chào rất là hợp lý rồi mọi người ạ. Mời mọi người theo em lên trên cái tầng 4, tầng cuối cùng của ngôi nhà nhé. Và đây là phía tầng 4 của ngôi nhà. Ngọc Ánh bước chân lên trên đây thì ở đây có một cái ô giếng trời để lấy toàn bộ ánh sáng xuống cái khu vực cầu thang. Và cầu thang đây mọi người ạ, từ phía dưới tầng 1 cho tới lên tầng 4 Ngọc Ánh vừa chia sẻ rồi. Thiết kế của nó toàn bộ là gỗ lim. Đây, mặt bậc của bậc cầu thang ốp đá đen cổ trắng. Và tầng 4 thiết kế ra sao ạ? Đây là cái phần khu vực để máy giặt. Đây mọi người nha, đây là cái khu vực để máy giặt này. Sàn thoát nước này, đây là cái ống của chờ máy giặt này, ổ điện đây. Đó, Ngọc Ánh review rất là chi tiết, rất là cụ thể. Và đây là cái phần phòng thờ của ngôi nhà. Mọi người ạ, nhỏ nhắn, hợp lý, ấm cúng, nhỏ thế thôi nhưng mà vẫn có cái cửa riêng nha. Đấy. Và đây, thêm một cái phòng ngủ nữa mọi người ạ. Đây, mọi người có thể nhìn giúp em. Cái chỗ phần mà để máy giặt kia ấy mọi người, là mọi người có thể để sân phơi luôn. Bởi vì ở đây có một cái ô giếng thoáng. Bây giờ nhà nào cũng có máy giặt vắt và vắt khô rồi, cho nên là phơi ở đấy. Mà mở cửa này ra một lúc thôi là cũng khô hết quần áo luôn đấy mọi người ạ. Đây này, cho mọi người đứng nhìn Ngọc Ánh nhá. Tóc bay phất phới luôn. Hướng Tây ấy, rất là mát. Đây Ngọc Ánh đang quay tầm trưa. Đó. Cái căn nhà này đây mọi người thực tế nhìn ở đây này, đều có các nhà cao tầng ở phía đối diện rồi, cho nên là nó không quá nóng đâu. Từ cái video này thì cái căn thấp nhất hiện tại của bên Ngọc Ánh hiện nay là có căn nhà, nếu như ở thuộc quận Hà Đông thì nó có căn 1 tỷ 750 triệu, thiết kế 30m xây 4 tầng. Căn nhà này thì là 2 tỷ 270 triệu, 30m xây 4 tầng. Cụ thể vị trí nó thuộc phường Phú Lương, quận Hà Đông. Mọi người muốn biết thêm thông tin thì alo ngay cho Ngọc Ánh để Ngọc Ánh có thể tư vấn cho quý vị chọn lựa được những căn nhà ưng ý nhất nha. Với cái thông điệp là luôn luôn là nhà tốt, mang đến cái những cái giá trị nhà tốt cho khách hàng. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả những quý khách hàng yêu quý của em ở những video sau.